ấm ấm thì nó còn. Ăn đi. Anh đăng ký trước. Ra tận tháng 3. Tháng 4 thì 4 tháng rồi.
Thank you.
nhỉ. Em lấy bó nhỏ nhé. Hết. Đi vác vào thôi quá. Ừ. Em ôm lên bó này này. Em lấy bó này. À lấy cây xanh xanh ra đây để nó. Ở đâu? Ở kia. Vậy thì anh thấy không? Đấy, đấy. Đấy em ông, thì nó còn cái việc mình. Đi mai lên nó hết luôn đôi bóng còn. Đã vịt tường thẳng, chán mới lấy cho nó nhỉ. Cường cơ. Quay. Cường. Đi xem ra hết luôn. Nó ăn được cả cây đấy, cả cây đấy. Ăn hết mà. Nó cứ nhằn một ít được hết sạch. Cường cơ. Ôi. Ôi. Không chịu lên chuồng. Ôi bờ ao bên kia lại sắp sạt rồi chứ.
Phát xong rồi à? Ủa quá. Lấy cái này sao còn bao lâu không ấy. Tốt máy này nhanh lắm mày ạ. Nhanh à? Ừ. Xong. Lần nhất lên xem nào. Nước còn xem lên xem. Đi đặt lại à? Ơ? Anh đi đâu đó? Đi sang bên này. Đặt lại xong đi. Nhanh lên, nhanh lên. Quá nhiều thế.
Nhẹ nhàng thôi. Rồi, mới là vượt quả nữa. Đấy này, tí mới đi rửa tay. Cũng y. Đẹp ra. Được rồi, rồi, mấy quả đấy hôm nay là mở đêm đấy. 4, 6, 6. Nè, quả này mới đâu rồi. 10, 12, 14, 28, 31, 32 quả. Ấy, bị xanh đấy. Đưa bao nhiêu quả đấy? 33 quả. 33 quả cơ. Thật mà hả? Xem ba thả của cá. Xem ba thả của cá cho cá này. Đấy. Lấy không? Ui. Gì đây? Nó cuộn tròn thế nhỉ? Cá đi. Cá đi. Thả thả đi. Thả nhiều vào. Cái này nặng quá. Chị ném đi, ném ra đi. Good job. Của ba nào. Yeah. Ui. Còn được chân rồi. Còn được cái chân. Nhét chạy đất. Nào, cho ba đi. Đây đây mình đi lau trứng đi. Con bước con bước xuống đây. À không. Đi lau trứng là đi lau trứng. Ừ. À đi. Đây chú bé. Ừ. Đi vào các trứng cho mọi. Thu hủy nó bán không mà rồi nước thôi. Lâu lắm.
Đấy cái gì em phải sang ngủ với ông Trang kia kìa, bác không lên. Còn hơn là sò. Muốn tải 6-7 cân nữa thì ừ. Làm cái này đã nặng rồi. Căng thẳng đấy. Đã làm cho
may không còn ở chú nữa. Sao đi hả? Ừ, sao tay đi. Cắt thở. Cái này tọt bất lập rồi. Không phải nè. Ôi, nó còn chặt thủ. Cái tắt lý ứng chỉ. Mấy này tay là tửa. Cái gì nó có nọt, nó có tửa lộ. Chưa? Còn chưa? Vừa thôi, vừa vật gì quá.
có cái đấy của nó đấy. Đi dưới đi. Em lên em kẹp giữ lên, nhưng nó đổ. Đeo đâu. Bác lấy một cây à? Bác có thấy mà đâu. Hai đi, hai cho nó dễ trả tiền. Hai à? Hai bác nhé. Lấy luôn. Mấy chục đấy? 20.000 thôi. Ừ, xin đó. Em xin nhá. Ừ. Em cảm ơn nhá. Ừ. Đi đây. Ship rau.
lấy lấy cái nào? Cái nào cũng được. Cái nào cũng to. Cái nào to thì lấy. 10.000 thôi chị ạ. 10.000 thôi. Vâng. Đây chị. Ngon thế. Ủa chị xin nhá. Vâng, em cảm ơn nhá. Em về đây. Em trồng từ sớm nhỉ? Cả xuống vâng. Kiểu à? Trồng được trước Tết chị ạ. Bây giờ lại mai kia lại trồng lại tiếp. Hello. Hello bà. Em ship rau. Đâu sắp hết rồi. Cái này súp lơ của chị dặn em ấy. Còn bằng này thôi. Còn bằng này thôi. Mở ra. Hai cây à? Ba cây. Mấy cây ấy. 4 cây. Mở ra đi. Mở ra xem. Cái to con trồng được to mà bà. 4 cây. Được 4 cây thôi. Ai cũng đòi súp lơ nhưng mà không có. Còn 3 cây cải bắp. Cái để đấy trong. Trồng lúc nào mà lên thì nhanh thế mẹ bóng. Con trồng chắc cũng được 2 tháng rồi chứ bà. Cuốn chặt. Ăn dạng to như thế ạ. Không chịu được. Tính được. Dạng đây dạng như thế. Mẹ phải giữ cho anh. Cân đâu.
không? Đi về thôi. Em rơi phố. Dòng này kia tưới hay sao? Em tưới hôm qua rồi, đậm nước rồi, kiện lắm. Cái sống ở nhà cái chỗ nhà đấy không sống. Đâu, mất rồi à? Về á? Về. Ăn ở đây quả. Cái cục mật của nó kìa. Bỏ ra này. Hai con chó này trông mặt sợ thật đấy. Nhưng mà cắn vào thì thôi rồi. Họ chiên ấy, như kiểu họ chiên gạo. Phải gọi là thím chứ nhỉ? Làm em anh Nam ấy. Hay là cô là đúng chưa? Thím nhỉ? Đi đăng ký chắc là đi xin giấy ấy. Giờ cưới xong thì mới đăng ký. Em với anh Sáng đăng ký trước. Có ăn không? Em cũng chưa. Chị Thìn cứ bảo lấy đi. Cuối năm nay chị Thánh cũng cưới đấy. Mười. Cái chị mà mặc áo hồng hồng ấy.
Đây, rảnh rỗi ngồi quấn nấm để rơi thì nhịn hết. Biết hết ấy. Nhưng cả là... mấy người thôi mà, ít người thôi mà. À cái búa, không đũa bị mốc các em vừa mua thôi mà. Hết sao ra? Hết chưa? Để nắp vào đi. Nắp đâu? Ăn sơn trước đi. Đúng rồi, mang ba sơn ra đây. Gặm đi Bình. Đây có cả tôm nữa. Gặm đi Bình. Để bát tôm sang bên này. Không làm nước chấm nhỉ. Nào. Tôm này nó cũng nhiều nước. Hôm nọ mua về con to to mình cũng. Mày bay đi sao sao đi tai thế nhỉ? Mình kêu này biển căng cao à? Cái trẻ hả? Thành phố trẻ hả? Mẹ, đợt này nó còn lên máy bay to á. Ừ, có sân bay Nội Bài rồi đấy. Đợt này nó lên máy bay phản lực rồi, không phải máy bay cánh phản lực đi còn chả nghe thấy gì. Nó to hơn. Không có nước chấm nào em. Không, em đi lấy quất á. Ớt, ớt quất nữa. Ớt kìa, ớt kìa. Ớt đâu? Ừ, ớt chuối không? Bữa áo. Bữa áo quá. Đây mà ngay trước lán mình này. Nấm lên này. Cho nó đẹp mặt này. Lấy đũa sạch. Sao hôm nay em lên cái gì múc? Lấy bát múc không chả biết mặt bát ở đâu. Kia kìa, sao không bình kìa. Đây là nước ngọt. Này là nước ngọt. À đây. Ở đây mới có đi chơi ấy, ra mừng thải phải có người đi cùng. Đấy thì cho nước vào mát này thì. Ừ. Được rồi đấy. Ê, chị làm cái gì đấy? Thì lấy luôn bát này mốc rồi. Lấy cái tí ai lấy cái ấy thì lấy cái này tặng đấy. Không múc được nhiều nhưng mà cũng múc được ít. Nói như không nói. Nói như nói. Nam bảo lần này về cho đi chơi tiếp nha. Đang chơi trên giường không? Đang chơi trên hết ngủ rồi lại đến chơi game. Xong rồi lại ngủ. Nhưng mà chẳng biết đi chơi chỗ nào. Bình tính ra chưa được đi huyện mấy đâu nhỉ? Làm gì hết được đi mấy anh? Chỉ có đi qua thôi chứ. Đi ngửi ngửi đất huyện thôi. Huyện nó không có cái gì. Nam đã đưa đi bao giờ đâu? Dù ra hai cái là hết mẹ huyện. Được đúng một lần đi cái đợt mà yêu xong rồi về đây kiểu ra mắt đi. Đi được đúng một lần đấy là gọi là lên huyện này. Đứng ở chỗ bờ hồ ở đây là công viên. Sao lại ra đi về? Cái chỗ có cái gì lên đấy chứ gì? Chẳng biết có cái hồ có cái công bảo là ngày xưa nó là công viên xong rồi cái gì nó xây giữa hồ đấy. À. Không phải Hà Vua, gần công viên 2/9. Này đấy nó có cái gì đâu? Có thấy mỗi mấy cái như kiểu mấy cái bà già hay tập thể dục ấy. Han han ra đúng rồi nhỉ. Đi ta xùa và không chịu đi. Rủ bao giờ? Đi chơi ta xùa mấy lần ấy. Rủ bao giờ? Vào về quê đi ấy.
thèm mà đi nhà chùa người ta chụp ảnh, người ta thích chụp ảnh, người ta đi mình không thích chụp ảnh. Đây em ở đây đã đi có được đi bao giờ đâu, chưa được đi. Trời ơi gì đi ra đấy xem bán thôi, ra cái chỗ đèo cái kia mây đầy đông đẹp hơn đây, nên đào xuôi nó cũng chỉ thế thôi mà, chẳng qua nó không đèo con ấy mây mới đẹp. Ờ bây giờ đèo con em thấy họ chụp đẹp thế nhở. Hôm Tết mình đi ấy, đi hôm đi đền Hùng ấy, hôm qua mây đẹp hết. Trang đang làm du lịch ở đây sao đấy, cái lúc mình về bảo lúc đi người bảo là lúc về cho chụp, lúc về nắng vỡ mặt ra chẳng còn tí mây nữa. Chỉnh cái hôm nào mà nắng như hôm nay này mà buổi sáng mà nó đấy, lúc nào ló mặt trời lên một cái nhìn đấy. Hôm đi đền Hùng đấy là Google Maps nó đưa đi đấy. Xem Google còn lạc đưa không? Mình không. Đi kiểu vớ vẩn đấy. Cứ thấy ăn cơm rồi đấy. Cứ thấy ngó nào là mình chui thôi mà. Có phải là đấy không? Đi ăn cái bánh này không? Cái đấy mà giao thông mắc bắt anh phải ăn cơm. Tí sang ao rồi. Sang ao lấy cho anh bát. Tí không ăn cơm anh không chịu được. Tí mình xỉa này. Còn là phần ăn đậu. Không có quả gói mì tôm nhỉ. Gọi anh cứ hỏi mua mì tôm ăn về ăn. Còn ở tận dưới huyện ấy. Chắc là xuống nhà vợ rồi. Không, chắc không nên ăn cơm. Xong việc là... kiểu ra mắt nhà. Xong việc là lại quay lưng. Chứ hết. Không ai ở nhà. Ông bố vợ trẻ hết. Bố vợ mẹ vợ. Mẹ vợ sinh năm 82 thì chẳng chịu. Thoán đi có ai chả khả. Bố vợ sinh năm bao nhiêu nhỉ? Anh Phú trẻ thế này. Ông Phú nhìn như trẻ mà. Trông ông cứ buồn cười kiểu gì ấy nhỉ? Chị Thìn cứ bảo chả biết mắt. Mắt ông thì làm sao? Cho nên nhỏ lắm rồi đấy. Quân. Ui sao mà đấy đây. Ăn nốt của cái trong nồi này đi. Thật đừng không không bỏ nữa. Cái xương này vớt ra. Để phần nó nhừng ấy. Mình nấu lại nó còn đấy một tí. Đấy còn tối nữa em mang về nhà ăn nấu nốt. Ừ. Này, cái này tí gói cho vào tủ để. Cố gắng chạy hết rào đặt này nữa, rào đến đây, bỏ xong rồi ra đến đầu này để chạy rào tre nữa. Tre nên mà lấy à? Mua à? Cây 1,5 mà. Cố gắng thế này. Đoạn này trước mặt này thì có cái máy này, có cái xe này thì không rào được. Có bị nước lú lên à? Lên chứ, nhưng ngoái lên. Nhưng mà như năm nay mưa ít hơn đúng không? Năm nay mưa ít hơn nhưng mà lú to. Cái ở đầu tiên ấy. Bài một cái đầu tiên. Ê, không mưa thì nước nó ít như thế thôi. Mà mưa xuống thì biết nước nó ở đâu ra. Ở đồng hồn ấy. Ừ. Sợ. Đi tận chân ao bên kia, bờ ao bên kia. Nước ở đồng hồn nó xuống. No mất rồi. No thật. Ăn được nữa. Hai hôm ăn cố nữa nó không thấy rồi. Thịt đi ăn cố chả ăn được miếng nào nhỉ. Chính là sáng qua không ăn đâu được. Cái tôm hôm qua họ toàn uống nước ngọt với ăn quả. Mà anh Nam lấy quả mấy lần. Cái mộm nước quả đấy thường một bọc to tướng thế mà. Bà bảo là lúc chiều nó bảo là hết sạch không còn cái nào. Thế á? Họ lấy đâu? Về, họ lấy đi. Ừ. Họ mỗi người lấy một túi, hai túi này. Cái nộm ăn thừa á? Cái nộm ăn thừa á? Cái lúc mà họ vẫn còn bọc ở trong cái túi bóng, em thấy không biết một cái túi to tướng nhỉ? Ừ. Có thừa nhiều mầm không nhỉ? Con nhà đấy cũng thừa mầm rồi. Không thừa mầm, không thừa. Nhưng mà sao cái nộm ấy thừa nhiều thế? Có mỗi cái nộm thôi, chứ còn thức ăn không thừa mấy đâu. Đang bảo là đang với cái này làm gì? Thì ngu hết cả người. Đang để kỷ niệm. Để mỗi năm nó nhắc lại một lần là đám cưới anh Cường. Làm cái gì?
Nấu cái gì nó ghê gớm.